chào các bạn, mình là Tính Cun. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một chức năng rất là đặc biệt, đó chính là chức năng MIDI. Các bạn có thể học piano, ghi âm các bản nhạc, cũng như sử dụng những tiếng từ các ứng dụng trên các thiết bị thông minh. Để có thể kết nối được với đàn piano điện Artisan Performer thì các bạn cần chuẩn bị những thiết bị cho mình như sau. Đầu tiên đó chính là nhân vật chính, đó chính là chiếc piano điện Artisan Performer. Tiếp theo đến một cọng dây máy in, một cọng một cái đầu nối USB và một cái cổng vuông. Đây, một cổng vuông như thế này. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình nhé. Rồi. Và một cái cổng nữa đó chính là một cái cổng OTG. Ở đây mình có một cổng OTG Type-C và một cổng USB, tùy vào thiết bị của mình nhé. Rồi, và một thiết bị thông minh không thể thiếu. Ở đây thì mình có chiếc iPad Pro, thì mình sẽ thử kết nối với lại đàn piano điện Artisan Performer nhé. Tiếp theo thì các bạn lấy cho mình một cái dây máy in, một cái đầu USB và một cái đầu vuông như thế này. Đấy, các bạn cắm đầu USB vào cái cổng USB của OTG. Đấy. Rồi, nó sẽ thành một cổng dây như thế này. Rồi, công việc của các bạn đó chính là cắm cái đầu vuông vào cổng đằng sau của đàn piano điện Artisan Performer. Đây, nó nằm đây. Đầu còn lại thì các bạn cắm vào thiết bị của mình. Ở đây mình có chiếc iPad Pro thì mình sẽ sử dụng cái đầu Type-C. Rồi, thế là việc kết nối đã xong. Sau khi các bạn đã kết nối được với lại đàn piano điện Artisan Performer và các thiết bị thông minh của mình rồi, thì các bạn có thể download các ứng dụng có hỗ trợ chức năng MIDI trên App Store và CH Play. Ở đây mình có download một cái ứng dụng dành cho cái việc học piano, nó tên là Simply Piano, để xem thử phần mềm này nó có tương thích với lại cây đàn này hay không nhé. Ở đây mình thử xem. Rồi, ở đây nó có hiển thị một cái xích nhạc. Đấy, nó bắt mình sẽ đánh theo với lại nốt. Bây giờ mình sẽ đánh trên đàn Artisan nốt Do. Đấy, mình đánh đúng nó mới nhận nha. Còn ví dụ nha, tiếp theo sẽ là nốt Re. Nhưng mà bây giờ mình đánh nốt Mi để xem phần mềm nó sẽ báo như thế nào. Báo sai, có nghĩa là nó sẽ không nhận. Đây là một phần mềm hỗ trợ cho những người mới bắt đầu học piano để xác định các vị trí nốt nhạc. Mình thấy rất là hay. Đây mình thử đánh đúng cho các bạn xem nha. Đấy. Ok, các bạn có thể tìm hiểu thêm phần mềm này nhé. Tiếp theo, đó chính là chức năng ghi âm. Ở đây mình có một cái phần mềm ghi âm bằng MIDI, đó chính là MIDI Track. Các bạn có thể theo dõi ở đây. Mình sẽ click vào. Rồi, mình thấy một cái điều đặc biệt rất hay trên phần mềm này, đó chính là nó có một số hiệu ứng của tiếng đàn sinh. Nghe sẽ như thế này. Đấy, các bạn có hay không? Rồi bây giờ mình sẽ lưu một đoạn cho các bạn xem thử nha. Đây mình bấm stop và mình nghe lại. Đấy các bạn có thể thấy hay không ạ? Vừa rồi mình đã thử ghi âm một đoạn nhỏ của bài Nàng Thơ. Các bạn có thể thử ghi âm những cái bản trình bày của bạn gửi cho bạn bè, người thân các bạn xem. Đấy. Đây một phần mềm mình đánh giá rất là hay. Thêm nữa đó chính là một số phần mềm nó có thể cho phép mình sử dụng mẫu như là sample, những cái mẫu tiếng ở trên ứng dụng đó đưa thẳng trực tiếp vào trên đàn. Đấy, ở đây mình đã tìm thử một cái ứng dụng đó chính là Sample Tag. Mình click thử vào xem thì đầu tiên đó chính là giao diện nó rất là đẹp. Mình xem thử nó có tương thích với lại đàn Artisan Performer không nha.
Rồi bây giờ mình thử tiếng đàn, đàn dây đi, tiếng cello. Sẽ tự lại một tiếng đàn khác thử xem. Tiếng lick đi. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh các thông số cũng như là delay. Ở đây mình có chức năng delay, độ trễ, tempo, volume. Rất là nhiều chức năng các bạn có thể khám phá thêm nhé. Các bạn có thể sử dụng tiếng trên phần mềm để kết nối với lại đàn Artisia. Các bạn có thể chơi chung với nhau, có thể sử dụng như một bên nhạc. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về chức năng MIDI trên cái đàn piano điện Artisia Performer. Rất mong là những cái hướng dẫn này có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc luyện tập, học cũng như là chơi piano trên đàn Artisia Performer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy bấm like và subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ nhạc cụ Minh Phụng nhé.